Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình nhá. Thì đầu tuần xin chúc anh em một tuần mới nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe, thuận lợi trong công việc nhá. Thì đầu tuần mình lại được nhận về một ít hàng. Đây là một ít hàng, cụ thể là khoảng 300 sim. Những cái sim này anh em trong thời gian anh em hỏi rất nhiều. Đây là những cái phôi sim trắng. Đây. Đây là những cái phôi sim trắng của Viettel. Thì hôm nay là về sim Viettel anh em. Sim Viettel đây có mỗi cọc 50 cái, cụ thể là khoảng trong này là khoảng 300 sim 79 39 và 68. Trong thời gian qua anh em quan tâm rất nhiều. Nên hôm nay mình có xuất ra trong kho đây. Mình xuất ra trong kho để mình tiếp thị cùng anh em. Những cái sim này nó mang một cái mức giá tương đối. Tương đối để anh em có thể sở hữu. Đây. Thì những cái sim này anh em khi nhận sim á, mình sẽ cho nhân viên giao tận nơi cho anh em. Nhân viên giao tận nơi cho anh em và khi anh em tới nhận sim anh em anh em chuẩn bị cho mình một cái căn cước. Một căn cước mình sẽ cho nhân viên đến tận nơi và đăng ký chính chủ cho anh em. Anh em kiểm tra ok chính chủ anh em giao tiền. Thì mình ship mọi miền tổ quốc nha anh em. Những cái sim này chỉ có trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ mình sẽ cho nhân viên ship tận toàn quốc cho anh em. Thì mình cắt ra sẵn đây. Mình mình chưa cắt. Thì mình chút xíu mình sẽ cắt ra, mình dán vào những từng cái sim này. Thì mình ép số cho anh em xem. Thì mình ưu tiên anh em trong kênh có thể xem trước và lựa trước. Anh em kết số nào anh em lựa trước đi, mình sẽ gửi cho anh em. Và có một cái mức giá nó đang giảm giá nha anh em. Những cái sim này đang có một mức giá đang giảm giá. Anh em chơi sim anh em biết cái sim thần tài. Cái sim thần tài nó luôn mang một cái mức giá rất là cao. Tại vì nhiều người muốn sở hữu nó mà. Nó mang mức giá rất là cao nên anh em đừng có nói là sim sao đắt thế, sim sao rẻ thế thì nó không hay. Nhiều anh em mà không nghiên cứu về sim anh em bảo sao sim, sao cái sim có mức giá mà những tới 300 mấy chục triệu đây. Cái sim này 300 mấy chục triệu, anh em cứ tưởng là 300 mấy chục nghìn. Đã 300 mấy chục triệu này. Thì anh em nói là mắc, đắt, anh em không chưa tìm hiểu anh em không nên nói những lời mà nó thiếu hiểu biết nha anh em. Thiếu hiểu biết, người ta cười cho nhá. Đây là những cái sim mà trong kho đã giảm giá rất là nhiều này, như này. Đấy. 779 thần tài này. 779 là thần tài lớn anh em. 779 là thần tài lớn, còn 639 là thần tài nhỏ này. Như những cái sim như này. Đây. Những sim như này. 9,8 triệu có cái mức giá mà rất là hữu ích. Những cái tháng trước là cái sim này là bà phải bán vào mười mấy 20 triệu này. Đây. Đầu số VIP này. Đấy, quay gần cho anh em xem này. Đầu số VIP là 098 539 5 là sinh. Thần tài nhỏ này. 39 là thần tài nhỏ, 779 là thần tài lớn. Có thần tài nhỏ, thần tài lớn, đầu số VIP nó mang một cái mức giá rất là cao nha. Này. Nó mang một cái đuôi thần tài này như cái số này, như những cái số này này. 098 này, 1212779. 1212 nó vừa dễ nhớ mà nó lại vừa có thần tài. Thần tài trong đấy nhiều người rất là chuộng này. 152 có những cái tiền này. Có tiền này, có thần tài lớn này. Vừa có tiền vừa có thần tài lớn này. 382 này. Tài phát mãi. Cái số này là tài phát mãi. Thần tài lớn. Những cái sim mà rất mà mang ý nghĩa rất là lớn. Và những cái số sim này là nó đầu số cổ, đầu số 097, 098 nên giá nó cũng cao. 097, 098, 096 giá nó cao nên anh em phải thông cảm cái điều đó nhá. Đây, như số này. Như số này mà anh em gọi tới anh em 0979 này, có thần tài này. 899 này, song phát này. Song phát vĩnh cửu này. 9 là vĩnh cửu.
168 là có thần có lộc phát này. Đó, 168 là lộc phát. Đó, số này đẹp này. 77 số cặp này. 775599 ba cặp. Anh em hỏi rất nhiều như số này. Tiến này. 138 có ông địa này, con thần tài này, 119 triệu, số này 119 triệu nha. Anh em cứ hỏi mình là 119 ngàn này. Không có đâu nha. Thì những cái số này nếu mà nó giá rẻ thì anh em sở hữu hết rồi. Những cái số này rất là khó bán. Nói thật là một câu rất là kén khách. Những người chơi sim người ta mới tham khảo thôi. Chứ còn như anh em mình ít gặp những cái số mà nó giá nó cao này, nên thấy nó đẹp này, nhưng mà giá nó rất là chát. 7939 này, 1268 này, nhất mãi lộc phát này, thần tài lớn thần tài nhỏ này, có lộc phát này, lại có thần tài lớn thần tài nhỏ này. Anh em cái sim nó mang một cái ý nghĩa rất là hay, phong thủy rất là tốt nên nó giá nó rất là chát. 28 này, mãi phát có thần tài này, thần tài này, cái sim này, cái sim 10 chai này, thần tài lớn mãi phát thần tài nhỏ, xỉn rất là khủng khiếp. Đó. Anh em cứ tham khảo đi, tí mình lên list mình dán vào cái sim thì mình sẽ gửi cho anh em. Nếu anh em chốt số nào mình sẽ gửi từng số sim cho anh em. Đó. Đó. Số này cũng được này, 6 triệu. Ông địa thần tài, có ông địa có thần tài. Thì trong phong thủy sim thì những cái số ngoài tứ quý mới sảnh nha, thì sim thần tài lớn thần tài nhỏ, sim lộc phát là nó có giá trị rất là lớn. Nó có giá trị rất là lớn nên anh em phải thông cảm điều đó nhá. Anh em đừng nói mình là sao bán sim đắt thế. Có những người mà không ít hiểu biết lại nói là sẽ bán sim đắt chạy ai mua. Vẫn có người mua thì mình có mới có người bán, chứ nếu mà không có ai mua thì đăng lên đây làm cái gì? Đăng lên đi chơi. Đăng lên chơi đâu phải để bán chứ đâu phải để chơi đâu anh em. Đấy, số này 3 triệu 2, 3 triệu mấy này. 3 triệu này. 3679 này. Tam cổ 42. Cái số này cũng rất là đẹp này anh em, 2.9 này. Anh em có nhu cầu thì sở hữu nó này. 836 này. Phát tài lộc mãi có thần tài nhỏ. Phát tài lộc mãi thần tài nhỏ. Đó. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong kênh nhá. Thì anh em kết xin nào anh em alo cho mình sẽ gửi tận nhà. Và đăng ký chính chủ tại nhà cho anh em. Những cái sim số cao này mình sẽ làm như vậy. Cái cách mình sẽ giao tận nơi. Còn những cái sim mà rẻ đây. Và còn rất nhiều những cái sim mà đầu 03, 39, 79, 68 mà nó có giá trị có vài trăm nghìn rồi. 100, 200 nghìn có. Đây, anh em có nhu cầu liên hệ nhé.